Em tại U Minh Thượng, Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em và anh Út Kích Nói Yêu Thương lại đến nhà của em Minh Khang. Thì em Minh Khang này được một người ở bên Mỹ tài trợ cho em Khang, là nói là khi em Khang dạy cho người ta tiếng Việt thì người ta sẽ tặng cho em Khang một số tiền rất là lớn. Nhưng mà trước khi tặng số tiền đó thì em Khang phải chuyển cho người ta là trước 26 triệu để làm giấy tờ, nhận được là 900 mấy chục triệu tiền Việt Nam mình đó cô chú anh chị. Thì câu chuyện đó thì em Tài cũng nghe em Khang nói thôi. Bây giờ em Khang có thể thực lại cái quá trình em dạy như thế nào, rồi người ta kêu em đóng tiền ra sao, rồi em nhận tiền sao, để em kể cho cô chú anh chị mình nghe thử đây Khang. Khoan, trước khi là con quen với người này như thế nào, con kể từ đầu đến đến cuối luôn. Dạ. Tức từ khi con quen với cái người mà bên Mỹ nè, như thế nào thì con kể đi. Dạ, là từ đầu là con cũng mới biết nè, là cái người Việt kiều Mỹ này nè, là kết bạn với Facebook con á, là chỉ là nhắn là bạn có thể dạy cho tôi các như là phong tục Việt Nam và cái như là cái tiếng mà của tiếng Việt mình á. Rồi xong rồi con cũng là cũng chỉ nữa, mà chỉ phát triển cách nay cũng khoảng 3 tháng là Việt kiều Mỹ. Rồi xong cái Việt kiều Mỹ là nói cho con biết là chuyển về một số tiền cũng khá lớn. Rồi con không biết làm sao, con cũng điện, con cũng nghi là có cái như là như lừa rồi á, cũng sợ. Nhưng mà con điện công an, công an cũng nói cũng nghe ngon luôn. Rồi em nghĩ như thế nào mà sáng em điện cho anh em mượn anh 26 triệu để nạp vào trong đó? Mà em nghĩ là như cái số tiền đó quá lớn không? Quá lớn. Mình lấy được số tiền quá lớn so với số tiền bỏ ra rất là nhỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà khi con cái người bên Mỹ mà nhờ con dạy học đó, thì con có gặp mặt người đó không? Dạ có. Có, nhưng mà bạn nó sống nó quá trời ấy. Rồi vẫn gặp mặt nhưng mà đó là người nước ngoài đúng không? Dạ. Nó tập trần hả? Tập trần hả? Dạ. Con tên người đó là gì, tên gì? Không biết không? Hồi nãy con mới sống mình quá. Thấy bảo cái điện là nói hình lên nè. Rồi bây giờ là trên cái điện thoại đó có những cái phần tin nhắn, con nhắn người đó đọc, con đọc cho mấy cô chú, cho cộng đồng mạng nghe. Dạ, là cái đầu tiên là của cô Việt Kiều Mỹ nha, là nhắn cho con là rất vui, rất vui gặp bạn trực tiếp trên từ đến từ hợp chuyển Trung Hoa Kỳ, và bạn đến từ nước nào, là con nhắn lại Việt Nam Mi. Bạn có một đất nước tốt đẹp. Tôi là trung sĩ là như là bên quân đội Nga. Thì cứ đọc đi, đọc đi. Dạ. Tôi là một người lính Mỹ thống nhất, là việc chống lực lượng diện dinh giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, là xin gia tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Nghề nghiệp của bạn là gì? Là người ta hỏi nghề nghiệp con là gì, nói nghề nghiệp con làm chủ tịch. Rồi con dạy người ta được những gì vậy? Dạy như là như tiếng của cha mẹ rồi nè, như ăn cơm rồi á. Ăn cơm dạ, với phong tục á. Người ta có nói chuyện con dạy người ta có nói theo hoặc tiếng đó không? Dạ cũng có đây gai. Cái nào nói không được thì con ngưng. Nhưng mà sao người ta có thể nhắn tin với con được bằng chữ tiếng Việt Nam mình? Là tiếng Việt Nam là có thể là con cập nhật cái tính năng khác. Cái dịch ha. Dạ. Google dịch đúng không? Dạ. Là dịch ra. Rồi người ta nói chuyện bằng cách nào? Là người ta nói chuyện bằng trực tiếp luôn, rồi con với ghi âm lại, con làm lại. Chỉnh lại. À, có nghĩa là người ta vẫn nói bằng tiếng Mỹ. Dạ. Rồi con ghi âm lại. Ghi âm lại rồi xong con nói tiếng Việt, xong rồi bình bảnh làm lại xong rồi nó nói theo con. À. Tính ra con biết cái điều đó cũng hay chứ. Chứ chú không biết luôn đó. Dạ. Bên Mỹ mà nói chuyện là chú nói tay. Cái chuyện nó quay YouTube mấy năm trước tôi không hay, tới chừng lòi ra tôi mới hay, tôi không hay luôn á. Dạ. Không hay thiệt. Quay hồi đi học. Là cô là gì của em Khang? Bà nội hả? Bà nội của em Khang. Mà khi em Khang mà dạy học vậy nó cô có hay không? Không hay. Bây giờ mới hay đây là. Mới hay đây nè, tới ta điện hoài tôi mới kêu nó tôi mới hay đó. Em Khang nói với cô là khi mà dạy học cho cái người bên đó
thì nhận được ba mấy ngàn đô hả? Dạ. 37.000 đô. 37.000 đô thì giờ tương đương với 900 triệu thì cô có mừng không cô? Mừng chứ mà không biết làm sao nữa. Cô không biết sao nữa hả? Ừ. Không biết làm sao nữa. Theo ý cô nghĩ là có nên bỏ hai mấy triệu để lấy 900 triệu không cô? Mà nếu mà bỏ ra thì lấy lại được, mà sợ bỏ ra mà không lấy lại được thì chắc tôi chết luôn, tôi giờ tôi khổ lắm chứ không có tiền ăn gạo, nói thẳng luôn á, giờ không có tiền ăn gạo nhưng luôn. Mà bây giờ nghe thông tin đó thì rất là mừng đúng không? Dạ. Tại vì trong nhà mình thiếu trước hụt sau rồi, nghe số tiền quá lớn rồi. Mà con trai mình phải chi tự trên trời đổ xuống thì số tiền thì mình không nói. Nhưng mà cái này em là dạy học rất là chân chính luôn, cái nghề là chân chính trên cả chân chính đó. Tức là mình có công thì mình có hưởng cái sức lao động. Không, cho nên là số tiền này giờ bỏ hai mấy triệu để làm hồ sơ sổ sách thì cũng hợp lý quá đi. Nhận lại được 900 triệu. 900 triệu. Bây giờ con có thể điện thoại được cho cái người bên Mỹ đó không? Dạ thử. Con thử ra điện thoại. Rồi bây giờ con điện với người đó thử ra. Bà chú tính làm cái bằng chứng để mà để điện luôn rồi nha. Thôi. Điện đi. Ôi, mở lo lớn lên con. Đừng có quay qua chú, con cứ quay qua con nói chuyện với người ta bình thường. Đừng có nói có mấy chú đây. Con hỏi chuyện nào lãnh tiền thôi. Lãnh tiền lãnh sao? Cách thức chuyển tiền sao rồi lãnh sao? Nhận không được. Rồi không được. Đi không được hả? Điện lại cái nữa coi. Con cứ nói tự nhiên như người nói tự nhiên bình thường, đừng có nói giờ... đây. Nhận thử nhắn tin được rồi sao hả? Nhắn tin đi. Giờ mình chuyển tiền sao, cách thức nhận tiền sao thì con cứ nói gì cho chú. Giờ em muốn chơi có tiền, em muốn chuyển gì vậy đó. Giờ em đã có tiền rồi, giờ cách chuyển sao? Xin chị cho. Bạn có thể giải cách thức thanh toán tiền ra sao vậy bạn? Này hay tao. Giỏi à, này giỏi nè. Chỉ cho chú Út mày dạy với coi, chú Út là thầy giáo nữa đó mà chú Út mày tới giờ không có làm ra được cái gì hết trơn. Giáo viên mà còn dạy, dạy chi được. Dạy học biết bao nhiêu năm đó mà có tiền bạc gì đâu. Học mới có lớp 7 rồi. Giỏi nè. Này mới học lớp 7 mà dạy người nước ngoài tiếng Việt mà lãnh được 900 triệu đâu phải chuyện giỡn. Người ta đơn nhận chưa thấy thông báo. Đây từ đi. Bây giờ nhắn tin vô, là nói là bây giờ em đã có tiền rồi, bây giờ nạp bằng cách nào? Chuyển khoản làm sao? Chuyển khoản sao? Bây giờ là bên mình đã có tiền rồi nhưng mà cách thức thanh toán sao vậy chị? Giờ đi đâu lãnh tiền nữa? Bây giờ nếu mà giờ nạp tiền vô bằng cách nào và đi đâu để lãnh được cái số tiền 900 triệu đó? Dạ. Giờ nhắn tiếp tục nữa đi. Có nhận rồi này. Có nhận rồi mà chưa trả lời. Trả lời đó. Trả lời con đọc lên. Đọc lên này. Làm ơn bạn thân mến, của tôi hãy tiếp tục thanh toán số tiền 15 triệu cho nhà ngoại giao. Để hợp tiền của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ nhà bạn ngay lập tức mà không bị chặn trễ nhé. Không bị chậm trễ. Chậm trễ. Đưa anh đọc ra. Không bị chậm trễ nhé. Mày học 7 mà đọc chữ chậm. Học chưa hết lớp 7 nữa đó. Không thì mới dạy được Việt Kiều Mỹ rồi em ơi. Làm ơn bạn thân mến của tôi hãy tiếp tục thanh toán số tiền 15 triệu cho nhà ngoại giao. Để hợp tiền của tôi sẽ được chuyển đến địa chỉ nhà bạn ngay lập tức mà không bị chậm trễ nhé. Đó, đây là cô chú anh chị. Vì là không mất, nãy giờ có trả thêm. Bây giờ là nhắn tin là chuyển bằng cách nào. Rồi tiếp tục nhắn tin cho nó đi, chị hỏi chuyển bằng cách nào. Cho mình hỏi là chuyển bằng cách nào dạ? Vô rồi. Lụm 900 triệu ngon quá. Gung quá. Gung luôn. Một ngày là con dạy là bao nhiêu tiếng với người bên Mỹ đó? Khoảng chừng có như là cái câu nào cần thiết thì con dạy khoảng chừng chút xíu à. Chút xíu là con dạy gì con có thể nói luôn không? Con dạy như cũng tiếng cha tiếng mẹ rồi xong con dạy con tục á. Cha mẹ rồi cha mẹ. Tức là đó là đây là cha đây là mẹ thôi dạ. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn dạ. Gì nữa không? Như phong tục của mình như là như sao như rồi đi con lễ kể, con kể phong tục mình sao như phong tục mình là có truyền thống rồi là con chỉ luôn nhưng con... mà con nói luôn có gõ truyền thống luôn cho sao con chú nghe truyền thống như là như là nấu bánh đồ á như có như
như lễ đâu là cũng tức là truyền thông. là con thì con cứ nói giống như là con dạy người, một người bên nước ngoài vậy đó, thì con người ta kêu nói truyền thống, thì ví dụ là cứ mỗi hàng năm thì ăn bánh ăn trái, nấu bánh nấu trái, Tết nhất thì như thế nào ấy, đúng không? Con có thể kể những cái lời đó luôn á. Con dạy sao, dạy Dạy sao thì sao con thì nói tối lại lại gian vậy thôi. cho người ta muốn học theo mốt ta làm. Như Tết đồ rồi có mình dạy là như Tết mình có nấu bánh chưng á, rồi con cũng có cái tạo một cái gmail rồi con gửi qua bệnh cho người ta coi mới biết. Cái đó là nghe con nói như vậy á, nghe chia sẻ cái đó là không phải là dạy, chỉ kể lại phong tục thôi Để chứ thôi. không phải là dạy, tức là mình nói là nói về đất nước Việt Nam mình như phong tục lễ lộc cái kia, chứ thật sự con nãy giờ con nói con dạy con thấy con có dạy được thứ nào đâu, Kể chỉ cho tôi là nghe kể phong nghe, tục đó nó là như cái thế là nào. kể nghe đúng không? Chỉ là tiếng cha mẹ thì con có nói. Mà chú nói nghe nè, ví dụ cái tiếng cha mẹ thì người ta đã nhắn tin với con được, người ta nói chuyện với con được, thì cái từ cha mẹ đó người ta đã dư hiểu rồi, ta dư biết rồi. Rồi bây giờ coi cái người ta trả lời sao rồi tiếp tục nữa. Nó Ta đã chưa, nhận tôi rồi không mà kết. chưa, Hả? ta nhận rồi chưa trả lời. Ta đang làm cho con hồi hộp á, con chờ đợi đó. Ngón tay luôn. Chút xíu là ta sẽ chuyển cho con cái số tài khoản, Còn con dạy sẽ học nạp là tiền vào nó trong dùng đó. tiếng ba thì nói chờ viết dưới bờ A3 thì viết ra thì người ta sẽ cảm nhận được, còn dù con nói là ba thì người ta cũng biết thôi, chứ Không, người ta nhưng không mà biết chữ ba dạy được nhưng mà ta không tiếng hiểu. nói á. Vậy hả? Tiếng nói cho Tính ra là con lớp 7 rồi con dạy tới nước ngoài vẫn học được tiếng làm Việt Nam rồi. Gửi qua đây. Gửi Đọc con đọc cái đi, con đọc đi. nó đọc có chạy cái gì ít chạy lắm. Rồi từ từ Đọc đọc. đi, từ từ đọc con Làm cho. ơn Làm ơn bạn thân mến của tôi hãy chuyển tiền vào chính Đọc chi lớn lên. tiết thanh toán mà nhà ngoại giao đã cung cấp cho bạn để họ có thể bắt đầu quá trình giao hàng và chuyển hợp tiền của bạn đến địa chỉ nhà bạn. Rồi, rồi đây đây đưa cho đọc ra. Tôi gói lại. Về chú coi cái. Dễ ăn quá ta. Làm ơn bạn thân mến của tôi hãy chuyển tiền vào chi tiết thanh toán mà nhà ngoại giao đã cung cấp cho bạn để họ có thể bắt đầu quá trình giao hàng và chuyển hợp tiền của tôi đến địa chỉ nhà bạn. Rồi bây giờ là nhắn tin hỏi là chuyển bằng cách nào, mà hỏi chuyển bằng cách nào thôi. Vậy đây. Bây giờ là con chuyển tiền trước hả, là người ta chuyển thùng đồ cho mình trước rồi con nhận thùng đồ là thùng như thế nào, có màu gì, như sao con biết được. Nhờ cái màu phùng là người ta có gửi qua À, rồi. rồi bây giờ là con hỏi nè, bây giờ chuyển bằng cách nào, rồi tiền đó khi nào chuyển đến cho tôi, thử cái gì nữa đi ha, thì tiếp tục mình lần lần thế nữa. Tiền này thanh toán tôi thanh toán trước là tiền đi trước vì bạn. Thì tất nhiên là nó kêu con là thanh toán tiền trước cho nó rồi đó, thanh Nhưng mà toán nhân viên bên bên cái giao hàng này người ta kêu là phải đóng tiền cho người ta mới ra khỏi sân bay được. đúng đúng rồi, rồi có nghĩa là giống như là tiền trao cháu với múc mà con phải đưa tiền người ta trước rồi người ta mới đưa tiền lại cho tại con. vì tại vì số tiền của người ta rất là lớn, Số tiền ta bây tới chín giờ trăm ta mấy chục chuyển cho triệu. con rồi con không chuyển cái khoản này sao người ta lỗ, sao Dạ ta lỗ lỗ mất trắng chì luôn, không con phải lỗ 900 triệu mà lỗ thêm hai mấy triệu nữa. Dạ đây con có lưu lại cái thùng hàng luôn, có không? có lưu lại cái thùng Ngon hàng của Mỹ à, kéo màn hình sáng lên ơi. Sáng rồi, sáng rồi. Nguyên chưa một quả hai trận thùng thôi tiền cho bá luôn. Chín trăm mấy chục triệu hơi dân dở khác được nữa vậy. Rồi, được chưa? Đây là cô chú anh chị, đây là nè, thấy không, anh thấy không, nó bị cháy ánh nắng quá. Đây bên em, đây là cô chú anh chị ơi, nguyên một thùng tiền chào bá luôn nè. Thùng này thùng của Mỹ rõ ràng mà. Thùng này nước ngoài nè, nó dán tem hết trơn là nguyên thùng này tới chín trăm mấy chục triệu mà. Ủa sao bỏ tiền cho thùng ta, tiền 900 mấy triệu đâu có nhiêu đâu, tiền đô á. À, người Mỹ này còn nói là trong thùng nó có két sắt nữa. Là tới nữa tới cái thùng tiền về rồi xong nó gửi mật khẩu qua cho mình. Rồi, két sắt luôn hả? Có nghĩa là ta sợ mất tiền đi, người ta mới gửi vào trong cái két sắt. Rồi sau khi mà chuyển về đây ta mới đọc mật khẩu cho thằng đây nó mở Ô, bây giờ, giờ nó làm gì là két sắt kêu bu lắm. Bây giờ chờ con đọc cái mã số để cái số tài khoản của mình cho người ta chuyển cho dễ đi, chứ chuyển đồ này mệt lắm. Thôi bây giờ người ta muốn như vậy tại tiền người ta tặng mà. Thôi bây giờ thời buổi bây giờ thời hiện đại rồi. Thôi bây giờ mình hỏi nó cách nào chuyển tiền cho nó đi, hỏi đi. Gửi cho mình vậy mình dễ lấy, giờ ai đem cái thùng nguyên ngớ mà gửi mật khẩu kia mệt lắm. Kệ đi, bên Mỹ nó muốn vậy thì mình làm theo vậy, và hỏi chuyển tiền bằng cách nào.
Giờ chuyển tiền rất là dễ mà. Giờ tiền tôi chuyển tiền cho bạn bằng cách nào? Rồi rồi nhắn tin gì đi. Không, cách này chuyển tiền đâu phải chuyển tiền cho người nước ngoài. Chuyển tiền cho bên Bộ Ngoại giao. Thì Bộ Ngoại giao thì bây giờ mình hỏi nó tôi chuyển bằng cách nào rồi nó sẽ trả lời cho. Bộ Ngoại giao Việt Nam đúng không? Dạ. Rồi thì bây giờ con cứ nhắn tin nó hỏi giờ tôi cầm tiền trên tay rồi tôi chuyển cho bạn bằng cách nào? Bây giờ tôi cầm tiền trên tay rồi tôi chuyển tiền cho bạn bằng cách nào? Cần thiết chụp tiền cho nó xem luôn. Ủa sao sáng nó nói 26 triệu giờ 15 triệu rồi. Sáng là nó nói hồi hôm qua nay là nói 26 triệu không? Nó không có tiền đúng không? Rồi thằng này nó không có tiền, nó mà mướn được có 300 ngàn. Tại hồi nãy là bên bưu chính nó gửi qua cái số tài khoản. Đâu đâu đâu. Đây để coi coi. Đọc lên đi. Sao quá trời ngân hàng giữ gần ra. Gửi vô thôi, nhiều ngân hàng quá. Đọc tên ngân hàng mình đây là ngân hàng gì vậy Tài? Hồi nãy em có kết bạn Zalo với bên ngân hàng á. Gửi tên gì? Tài... ngân hàng gì? Con có kết bạn với ngân hàng luôn rồi hả? Dạ. Gửi tiền dễ ha. Mà ngân hàng bên nước ngoài nè, banking nè, banking đó nè. Nhưng mà cái này là hình ảnh. Ủa sao gửi về Việt Nam mà sao ngân hàng bên nước ngoài là sao? Cái này là hình ảnh của người ta chỉ chụp thôi ha cô chú anh chị. Bây giờ nè, đọc tiếp coi. Làm ơn bạn thân mến của tôi hãy chuyển tiền cho nhà ngoại giao để hộp tiền của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ nhà của bạn ngay lập tức mà không có sự chậm trễ nào được. Tôi rất lo lắng về hộp tiền của tôi ở đây, tôi đang phát điên. Có nghĩa là bản thân lo lắng là hộp tiền này không biết sao mà để về được tới chỗ này cho em Khang này nè. Số tiền cũng nhiều, sợ gửi thất lạc gì, cho nên là cần số tiền gấp không? Bạn thân mến của tôi ơi, tôi vừa đàm phán với nhà ngoại giao qua Gmail và họ nói với tôi rằng nếu bạn nếu có thể trả một nửa số tiền thiếu là 15 triệu. Đây rồi sáng rồi 26 giờ lấy 15 đây 15 triệu đồng, họ sẽ bắt đầu quá trình giao hàng và chuyển hộp tiền của tôi đến địa chỉ nhà bạn ngay lập tức mà bạn không bị chậm trễ được đó. Ví dụ bây giờ mình chuyển 15 triệu rồi phải không, cái đầu nó sẽ nhắn tin ơi nhà bạn thân mến của tôi ơi, 15 triệu bây giờ bên kia nó không đủ rồi, bạn vui lòng bạn chuyển đủ hết 26 triệu đi. Đúng rồi, nó tiền là từ bước. Tức là nó đi từ bước. Mình là có thời gian để mình chuyển tiền đó. Nè, làm ơn bạn thân mến của tôi ơi, hãy tiếp tục thanh toán số tiền 15 triệu cho nhà ngoại giao để hộp tiền của tôi sẽ được chuyển đến địa chỉ nhà bạn ngay lập tức không bị chậm trễ. Cho mình hỏi chuyển tiền bằng cách nào nè, bắt đầu tới nó trả lời nè, làm ơn bạn thân mến của tôi hãy chuyển tiền vào địa chỉ tiết thanh toán mà nhà ngoại giao đã cung cấp cho bạn để họ có thể bắt đầu quá trình giao hàng và chuyển hộp tiền của tôi đến địa chỉ nhà bạn. Rồi tới mình tiền này thanh toán, tôi thanh toán trước là tiền đi trước hay gì bạn? Bây giờ tôi cầm tiền trên tay rồi tôi chuyển tiền cho bạn bằng cách nào? Đó, bây giờ nó chưa trả lời nè. Bây giờ nhắn tin vô nó, bây giờ cho xin địa mà số tài khoản để tôi chuyển tiền. Rồi nó sẽ là sao? Hay thằng Khang này giỏi quá ta. Giờ thôi không thanh toán được thì người ta thu hồi đơn hàng hết, thu lại hết. Đây để mở lên. Mở lên cho nó chú chụp nha. Có thu âm này. Có thu âm rồi. Hiện sao mới chụp màn hình quá đưa gửi giùm em nha. 28 triệu chẳng ạ. 28 triệu nhưng mà kiểu em bảnh trả phần nữa. Còn bên đây mình chỉ lo là 15 triệu. Sao mới chụp màn hình quá đưa gửi giùm em nha. 28 triệu chẳng ạ. 28 triệu. Còn nhóc ở trên này nha. Nhóc ở trên này để mình nghe lại từ đầu cái. Nghe lại từ đầu cái. Mở âm thanh hết chưa? Âm thanh gì hết cỡ chưa? Dạ còn chút xíu nữa. Hết đi. Rồi nghe nè. Giờ là ý anh có đồng ý thanh toán, nếu đồng ý thanh toán em gửi số tài khoản cho anh, mà nếu anh không đồng ý thanh toán thì báo người gửi đơn hàng ta quy ra tịch thu lại. Tịch thu rồi. Cái này nếu gửi thì cho hay, không gửi là tịch thu cái đơn hàng lại. Bây giờ tiếp tục nghe nữa. Là cái số tài khoản là anh gửi qua cho bên Việt Kiều Mỹ là cho người ta thanh toán luôn.
Đó, quay rồi đọc từ từ. Quay cho cô chú anh chị thấy luôn. Rồi bây giờ tới bên ta nè. À, tiếp tục nữa. Bây giờ là em gửi số tài khoản đi, là có bà Việt Kiều Mỹ là bà gửi tài khoản qua là cho em trả tiền luôn rồi đó. Cái này là em nhắn tin cho người ta đó ha. Dạ, okay. Rồi tiếp tục nữa coi. Bây giờ là nhắn số tài khoản qua đi. Đó, tiếp tục nè. Đó. Còn gì nữa không? Đây. Cái số tài khoản nè. Tên là Nguyễn Thị Thang ha, Thang hay Thanh này nè. Nguyễn Thị Thanh. Ban Kinh Việt Nam nè. Quá trời hay luôn. Nguyễn Thị Thanh nè, Ban Kinh Việt Nam nè, cô chú anh chị ơi. Đó. Ở đây đây còn nữa. Khoảng chừng chút xíu là có người bắn tiền qua nha. Tại đơn đăng ký. À, có nghĩa là con nhắn tin ta xíu con bắn tiền qua ha. Yeah. Rồi, rồi. Dạ. Anh ơi, người bắn tiền đó từ đâu chuyển về thì ở đó chuyển từ đâu về ạ? Nói người ta là người chuyển tiền là kênh YouTube tại U Minh Thượng Kiên Giang. Rồi mấy lần Ngô Kích nói thường chuyển cho. Người đó là chuyển từ Mỹ về cho bên máy em đó. À, rồi tiếp tục. Rồi có gì anh chụp màn hình lại rồi anh gửi cho. Rồi bắt đầu tới bên kia người ta nghe nè, ta trả lời. Nghĩ từ bên Mỹ giờ này băng đi băng hôm giờ rất khác nhau, anh nghĩ chuyển có dễ đơn giản cho mình suy nghĩ không? Mỹ khó lắm. Mỹ ta không chịu chuyển tiền đâu, khó lắm. Bên nước ngoài chuyển tiền dễ lắm mà, giờ dắt khác nhau, ngày tháng khác nào chuyển, anh tưởng chuyển liền, nhận được liền hả? Đâu phải giống anh suy nghĩ đâu nhá. Đúng rồi. Đúng rồi, khó lắm. Từ đây thứ 11 giờ không thấy chuyển thì người ta thu hồi đơn hàng đó hết. Thu hồi trong sân bay tất cả tài sản trong đơn hàng nhá. Đồ đai Việt Nam thì anh không thanh toán, anh bắt người bên nước ngoài thanh toán. Anh nghĩ đơn giản cho mình suy nghĩ đúng không ạ? Tức là... Đồ ở đất nước anh không thanh toán bằng lấy đơn hàng về, anh bắt người bên nước ngoài thanh toán. Mà ở bên Mỹ nữa chứ. Dữ. Giàu kèo quá gắt. Nè bên Mỹ là đang minh đêm mà. Đâu phải bằng ngày giống mình đâu. Cái em đang dạy cho người này là học tiếng Việt đúng không? Không, người này bên ngân hàng. Người này là ngân hàng. Tiền thôi. Giữ giữ cái lô hàng đúng không? Giữ lô hàng giùm con đúng không? Dạ. Chuyển á, chuyển tiền cho người này, người này mới giao hàng nè. Đúng rồi nè. Nhưng mà ra con cái nhắn tin nói là bây giờ á là bây giờ nói giờ qua 11 giờ, tại vì cỡ 12 giờ và 2 giờ mới tiền mới tới rồi, xin đợi được không? Người ta khó gấp là 11 giờ là ta sẽ đóng đơn hàng đó, ta phá lại không cho chuyển nữa. Mình nói là bây giờ tiền mình giờ đợi tới khoảng mà 2 giờ nữa mới đủ tiền luôn cái một. Kêu người ta chấp nhận coi đặng đợi một chút. Yeah. Bây giờ gì đây để cho nghe lại cái này cái cho rõ đó. Nghĩ từ bên Mỹ giờ này băng đi băng hôm giờ rất khác nhau, anh nghĩ chuyển coi dễ đơn giản cho mình suy nghĩ không? Thôi nói chung là nhiều lắm. Bây giờ là cái này là nãy giờ ta đã nhắn tin với con bằng tiếng này phải không? Yeah. Bây giờ là con nhắn tin với người ta. Nhắn tin với người ta bằng cái đó thì con nói là đợi em khoảng cỡ một tiếng nữa thử coi sao. Giờ điện luôn nha. Điện luôn cho mẹ. Điện luôn phải không? À. Mà đừng có quay qua cho mấy anh bên đây. Điện nha. Thường luôn. Điện thường rồi mở lo lớn lên. Còn. Mở lo lớn lên. Mở kê sát vô cái mic đó. Thôi để mic đi con giỡn thổi cao lên nói chuyện bình thường vậy. Nói vậy em có tiền đủ rồi chuyển bằng cách nào?
nay hả? Đừng nghe. Cuộc gọi kết thúc. Dạ thôi. Gì? Dạ. Hôm nay nhắn tin cái nói giờ em đã có tiền rồi. À, chỉ lại cho em cách chuyển tiền. Thử lần này nó điện hết được không? Em điện thử lần này có được không? Gần nói với nó 1-2 tiếng đi rồi nó đưa qua cho chú, mới mượn tiền chú xong rồi đưa qua anh nói chuyện. Không bắt máy luôn hả? Không máy rồi, nhắn tin đi, nói tôi chuyển tiền bằng cách nào, gửi qua cho tôi liền đi. Rồi với chuyển tiền giờ đợi, bây giờ nói là 11 giờ là sẽ phá, phá cái thùng đồ đó. Thì bây giờ kêu nói là đợi, gán đợi là khoảng đầu giờ chiều 1-2 giờ đi là đủ số tiền là 20 mấy triệu luôn. Người ta sao, có phá không? Là nhắn là giờ cỡ tiền giờ hiện giờ là chưa có, 11 giờ chưa có đủ, tính gửi một lần đủ ra lấy luôn. Mà bây giờ là 11 giờ là tiền chưa có đủ nha. Bây giờ là khoảng chừng là đầu giờ chiều khoảng chừng 1 hoặc là 2 giờ mới có nha. Có thể được không giờ? Tôi chuyển đủ luôn. Theo đúng. Chắc chưa? Đúng mấy có 900 triệu mà đúng vậy. Con nói là tới 1 giờ chiều là tiền đã chuyển đủ 20 mấy triệu luôn chứ không phải 15 triệu. Dạ. Yeah. Thấy không? Yeah. Nói tôi sẽ chuyển đủ 28 triệu luôn. 28 triệu luôn. Rồi nhắn tin gì thôi. 1-2 giờ chiều. 1-2 giờ chiều tôi sẽ chuyển đủ cho 28 triệu. Đây nãy nói mình câu là nếu mà 1 giờ chiều mà không ấy nó phá lại thùng. Mình nói là gán đợi tôi 1-2 giờ đi tôi chuyển đủ cho 28 triệu. Rồi chuyển. Nhưng mà gán đợi cho tôi khoảng chừng 1 hoặc là 2 giờ chiều tôi mới đủ chọn nguyên số tiền là 28 triệu nha. Rồi tắt máy cái rồi tắt chưa? Còn bây giờ đây cũng nôn nóng lận lãnh số tiền quá, tới đó tôi gán tranh thủ là 1-2 giờ tôi đủ số tiền để tôi lấy thùng đồ luôn. Dạ. Thử coi nó nói sao. Giờ nó là tôi nôn nóng nhận thùng tiền của tôi quá. Dạ. Bây giờ tôi đợi đi. Tôi 2 giờ tôi sẽ gửi đủ thì tiền tôi không đủ tiền không mà giờ tôi cũng phải đi gom đi hỏi đi dây gì lấy phần quà đó. Dạ. Tại vì mình đưa có 26 triệu mình lấy tới 900 mấy chục triệu mà. Học rồi cũng đang là đang gần chiếc sắp sửa nhận được số tiền lớn rồi cho nên rất là hồi hộp. Thấy Khang rung không? Đang hồi hộp đang rất là rung tay luôn. Rung để nhận được số tiền 900 mấy chục triệu. Tại giờ đó giờ em Khang chưa cầm vài triệu trong tay tại vì đó giờ em Khang làm YouTube cũng chưa kinh cũng chưa có nổi. Cho nên là cũng chưa có lãnh tiền gì hết. Nhưng mà tình cờ may mắn là gặp được một Việt kiều ở bên Mỹ là có dạy truyền đạt cho những câu bình thường thôi. Thu hồi hả? Thu hồi. Để nó nói. Cho nên là rất là mừng luôn. Mừng lắm. Thậm chí cô cũng mừng mà chú cũng mừng mà không biết như thế nào. Hôm nay thì em Tài với em Ngô Út đến đây để ghi hình và chia sẻ đến để làm một cái bằng chứng gì đó thấy em. Thì bây giờ nếu anh nói anh không có đủ, bây giờ hiện tại trong mình anh có được bao nhiêu em báo em biết thử anh ạ. À. Thí dụ anh không có đủ thì anh chuyển trước phần nữa, khi đồ về tới nhà anh thanh toán phần còn lại. Nói bây giờ 28 triệu, bây giờ tôi có 19 triệu à. Dạ. Rồi nói là tôi có 19 triệu. Rồi bây giờ là tôi, trong mình tôi bây giờ là... Trời ơi, tụt. Gửi luôn đi đại đi. Giờ bây giờ là trong mình tôi là đủ là 19 triệu đó. Gửi đại thì nhớ đi chắc em rồi để cho hồi âm đi anh có nhiều gửi nhiều đó. Nó trả lời chưa? Dạ đơn giản đã nhận rồi. Đã nhận được phải không? Dạ.
đợi nó trả lời thứ cần sao. Tao muốn hồi hộp quá mày. Mà chắc ăn là anh cứ có nhiều anh gửi nhiều đi. Ừ, chắc ăn. 19 triệu hoặc là 9 triệu cũng được, gửi trước đi. Là mua hỏi chảy quá. Nói nó kêu gửi đi, cần nào con trùng hàng tới nhà rồi trả thêm gì đó. Dạ đúng rồi. Như đây. Này, bây giờ nếu anh nói anh không có đủ, bây giờ hiện tại trong mình anh có được bao nhiêu mới biết thử anh à. Thí dụ anh không có đủ thì anh chuyển trước phần nữa, khi đồ về tới nhà anh thanh toán phần còn lại. Gửi lại cái bít. Thì nói giờ em đã có 19 triệu được không? Dạ mới nhắn nè. Giờ bây giờ là trong mình tôi là đủ là 19 triệu đó. Gửi cái bít. Ờ nó trả lời chưa? Đã nhận rồi mà chưa phản hồi. Ờ nó đang suy nghĩ, nó làm cho em hồi hộp á, hồi hộp rồi chờ đợi nó đó, rồi có nhiều chỉ nhiều đó. Dạ. Lộn tay gung thôi. Gung gì gung mày, chắc có tiền lớn rồi gung gì. Bị đánh tiền thì gung gì, sắm xe không? Sắm xe hơi đi, anh cũng chuẩn bị mua chiếc nè. Lãnh tiền chơi luôn. Chơi. Đúng rồi. Đúng rồi, lãnh 900 triệu về thầy cho mình đi thành phố chơi chuyến rồi. Dạ. Rồi có bằng lái chưa? Dạ chưa. Chưa, để sư phụ chở mày đi. Rồi, bây giờ nè, muốn nó nhắn tin cho mình nhanh là chỉ cho anh cách nè. Dạ. Được không, đặng biết đường tôi chuyển không mấy tôi về, tại tôi không có mượn được. Tôi đang đi mượn tiền ra. Bây giờ bên cơ quan bây giờ là được không? Nếu được thì tôi chuyển luôn. Lắc bật cái để cái lò lên trên cái mic tí xíu. Dạ. Khang dạy học được có bao lâu đâu trời mà bên bển người ta cho thùng tiền két sắt nữa chứ, gửi bằng cái két sắt về đây nó mới ghê. Rồi rồi rồi, két sắt không bán đấu giá cũng tiền không hả chứ bộ. Ừ. Két sắt két Mỹ mà. Ừ. Két sắt mà thứ mà hồi đó mà có thùng xanh đó. Dạ. Xài Thiên Thu luôn đó. Dạ. Với cái thứ hai là nó cũng làm cho thằng Khang nó thoải mái hơn là cái là gửi phân nửa số tiền về, còn phân nửa lúc mình khui thùng cái sắt ra đó mình lấy tiền đó mình nạp lại cho nó cũng được ha, nó cũng dễ dãi. Dễ dãi, đáng lẽ là phải hai mấy, nếu mà tại nếu mà có dạy học thì nó đỡ, không có dạy học thì phải đủ chuyển khoản cái một luôn. Yeah. Chứ không thôi có phải... nhiều gửi nhiều cũng được. Yeah. Nó cũng dễ ha. Đã nhận chưa phản hồi. Hả? Chưa phản hồi. Chưa phản hồi. Bây giờ em Khang đang nôn nóng hồi hộp lắm của chú chị. Đang giờ nóng đang luôn. Luôn lạnh giác luôn. Giờ cảm giác sao thấy sao? Nó lạnh luôn. Lạnh có phần đèn đúng không? Dạ. Vì chứ cha sinh mẹ đẻ ra tự nhiên dạy học có mấy bữa mà được cho 900 mấy chục triệu, 37.000 đô. 37.000 đô thì nãy em nhân cho cái giá 24 thôi là 900 mấy chục triệu rồi, 900 triệu rồi. Ừ. Tại vì em Khang đó giờ cũng đi làm YouTube, cũng đi, nếu mà đi làm tiếp người ta thì ngày cũng được 200-300 ngàn cái nhiêu. Ừ. Đúng không, biết chừng nào mà cầm trên tay được 2 triệu bạc. Ừ. Mà bây giờ tự nhiên có số tiền rất là lớn, 900 mấy chục triệu. 900 mà được có một cái mình nạp vô cho nó có 20 mấy triệu à. Ừ. Nó cũng dễ, mình lời ra cũng 800 mấy 900 triệu à, còn gì nữa. Bởi vậy rung tay. Rung tay Cô thấy hồi hộp cô? Thôi nhận rồi, nhận rồi. Nhận rồi. Đâu. Mà chưa nghe, chưa phản hồi nghe, nhận rồi nè. Gần như ta nhận cũng biết nữa ta. Biết chứ, nổi hình lên rồi. Nổi hình hả? Ừ. Ủa có nổi hình rồi sao trời, nổi hình sao? Cái người ta đã có xem rồi là tôi sẽ phật cái tấm hình lên cho chú, đã xem. Ờ. Đã nhận là khác, đã xem là anh khác. Anh không có gần như mày đó. Ừ. Dữ. Vô rồi. Anh mừng giùm mày luôn đó Khang ơi. Tại vì mà nó gọi cho anh với Nút là bây giờ nếu mà được lãnh số tiền lớn đó thì có chia cho nó kêu mấy ông một chú có chia cho dạ. cho mấy thầy nhiêu không cháu dạ có luôn dạ. Nhiêu nói luôn đi sẵn đãi đi ăn thường nếu lại được đãi đi ăn luôn đãi đi ăn hả dạ. Ừ. Rồi bây giờ nè, nếu mà lãnh được số tiền lớn là cho bà ngoại nhiêu, cho ông ngoại nhiêu lấy phần nữa còn nhiêu ủa cho ông nội ở đây ông nội hả dạ. Rồi, đâu mở lên, lớn kê lên mất. Cho màn hình quá đưa ngửi giúp em anh ạ. Cái anh có chuyển 19 triệu còn phần còn lại khi đồ về tới nhà anh thanh toán phần còn lại. Xong nhớ cho màn hình quá đưa ngửi giúp em anh ạ. À, có nghĩa là... Nếu mà anh thanh thủ chuyển bây giờ thì em thu xếp gửi đồ anh bây giờ tầm chiều chút anh nhận được đồ anh ạ.
Vậy anh gì ra bên Mỹ mà gửi về đây có xíu anh. Nhưng mà đồ về tới Việt Nam rồi, tới dạ. chỗ quản lý rồi. À, đơn ở sân bay. Thì chiều nay có đó. À, nếu mà gửi tiền trong khoảng thời gian này thì chiều hàng gửi tới đi bằng máy bay về tới đây cho coi con luôn. Dạ. Nó xài công nghệ không à. Nó gọi vậy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi nghe nghe, đừng quay qua chút. Alo, xin nghe ạ. Alo, cho em xin hỏi ai vậy? À, đây là cái kiện hàng của Nguyễn Vĩ Khang nè. Anh có đưa hàng từ bên ngoài gửi gì hả? À. Alo. Nghe. Cái số điện thoại này phải lấy trong đơn hàng luôn phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đơn hàng bị sập thì anh có đồng ý thanh toán không? Đồng ý luôn. Số điện thoại này, Zalo hồi nãy là có bên 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 nhân viên nó kết bạn Zalo luôn rồi đó. Nhân viên nào? Bên nhân viên bên em á. À, từ từ nha. Thì nãy giờ anh có thanh toán chưa vậy? Chưa chưa. Ờ. Ờ, anh chuyển cho em đi, anh có 19 triệu thì anh chuyển cho em đi để em gửi đồ anh ăn. À. Là đây có một người chú là cho mượn tiền nè. Trời ơi. Alo, dạ em nghe chị ơi. Em là chú của Khang mới lại mượn em 19 triệu mà nó chuyển cho chị. Trời ơi, mừng quá trời mừng luôn. Rồi vậy tiền chừng nào nhận được chứ chị? Không có, chưa chuyển, nhưng mà ý em nói là nếu mà chuyển rồi là chừng nào nhận được á? Dạ, trong chiều nay nhận được đó nào. Trong chiều nay nhận được ha. Dạ. Dạ. Vậy là mà, dạ. tổng hết trơn là số tiền nhiêu vậy chị? 28 triệu. Vậy là em chuyển cho chị là 28 triệu, rồi chị chuyển lại cho em, chuyển đủ luôn đi. Được không hay là sao? Dạ. Sẵn em cho nó mượn luôn. Nhưng mà bây giờ thu đủ đâu mà chị, đúng không vậy? Vậy là em chuyển vô là 28 triệu luôn. Tắt rồi. Bây giờ nhắn tin với người nước ngoài rồi. Bây giờ em nhắn tin nó đi, rồi chuyển bằng cách nào cho số tài khoản? Thì nãy số tài khoản gửi qua đâu nè. À, vậy hả? Gọi là đọc số tài khoản ơi. Đọc số tài khoản ơi. Đọc số là tên của tài khoản là khoản cần đọc, đọc tên thôi, đừng có đọc số tài khoản chứ bất công. Đọc tên phải không? Ừ, tên thôi. Nguyễn Thị Thanh. Nguyễn Thị Thanh hả? Dạ. Đâu có để địa chỉ đâu đâu phải không? Rồi bây giờ nè, nói nè. Bà nói sao giờ ta? Khác biết là. Đấy, bây giờ là nói là chiều tôi chuyển được không? Bây giờ chú tôi chưa đủ tiền mặt. Bây giờ hết rồi, hết giờ, 11 giờ ngân hàng nó ấy rồi. Đúng rồi, giờ nói ngân hàng không làm việc, giờ này ngân hàng không làm việc đi. Nói đầu giờ chiều chuyển được không? Ngân hàng giờ này hết tới 11 giờ không chuyển, tại vì tôi đi từ đây tới ngân hàng là mất hết nửa tiếng đồng hồ, bây giờ 11 giờ có 20 phút nữa, hết giờ rồi, 11 giờ đâu có làm việc cái đâu. Là con nhắn là để là đầu giờ chiều chuyển. Đầu giờ chiều, tại bây giờ hết đầu giờ chiều chuyển ngân được không? Chuyển rồi. Ngân hàng ngưng làm việc rồi. Mà nó khai tài khoản ra mình lên ngân hàng có. Rồi mình không có tiền. Mà em nói vậy đi. À. Tại vì tôi anh biết. Mà đầu khoảng chừng đầu giờ chiều là tôi đi qua hàng tôi chuyển được không? Tại là giờ này là ngân hàng nó ngưng chuyển tiền á. Rồi vậy đi, ok vậy đi được rồi. Để coi nó trả lời sao. Còn không lát nó sẽ nhắn tin nó kêu ấy, mấy tôi mượn số tài khoản của chú tôi kế bên chuyển cho bạn được không? Nó sẽ nhắn tin là được. Chuyển liền đi em. Ngầm điện thoại cũng đúng như máy đâu có tiền luôn. Đang họp gì chứ nhỏ. Số tiền lớn quá lớn. Ừ. Gì gần như trúng số. Mùa hôi nó chảy quá. Trời rơi xuống mà. Đó còn chưa cầm được 500 ngàn trong túi nha mà cho mình. Đúng rồi. Ừ. Đó luôn. Em nghĩ đi. Đó giờ em chưa có cầm tiền. Thì dĩ nhiên cái đồng tiền nó rất là giá trị, rất là lớn. Ừ. Bây giờ tự nhiên cái đùng cái mấy trăm triệu. Thấy nó hồi hộp mà. Bác bên thì bán bánh nó mướn người ta được vài cho 200-300 ngàn. Nói chung là trong nhà ai cũng vui mừng hết trơn. Nghe thông tin mà. Hồi hộp dữ lắm luôn. Hồi hộp mà cái này nữa chứ còn không biết người ta có lừa đảo mình không. Dạ. Đây nè, Diệp Kiều mới nhắn tin qua rồi. Diệp Kiều nhắn tin qua phải không? Rồi, đọc Diệp Kiều nhắn tin sau.
Bạn ơi, khi nào chuyển tiền cho nhà ngoại giao hãy gửi cho tôi phí thanh toán để tôi chuyển cho nhà ngoại giao qua Gmail xác minh nhé. Vậy ha. À, có nghĩa là bên Việt Kiều Mỹ là nói với em là khi nào chuyển tiền qua cho bên nhà ngoại giao thì hãy gửi cái giấy đó qua bên Việt Kiều Mỹ để người ta xác minh tài khoản. Này hay quá. Sao anh ơi, nếu anh muốn đi chuyển có nhiều chỗ để chuyển, anh ra tiệm vàng nhờ người ta chuyển khoản không được mà, tiệm vàng người ta làm việc suốt mà. Đó, hay đó. Rồi bây giờ ta về đi, tặng mình kết thúc sớm luôn đi. Nói bây giờ chỉ có chú tôi làm công an chuyển được không? Nói gì đi. Chú tôi làm công an chuyển được không? Ê, hình như gửi thêm cái ghi âm. Bạn nhờ người ta chuyển khoản thôi, anh chụp màn hình gửi cho em thôi anh ạ. Rồi là tôi chỉ có người chú làm công an chuyển được không? Nói gì thử nói sao? Ừ, mà chú tôi làm công an nhưng mà chuyển qua được không vậy? Đúng quá thì không cần thôi. Vậy lát em sẽ có kết quả. Mắc cười quá cô chú anh chị. Để coi nó nói sao. Quá hay hợp. Mồ lần nó chảy luôn. Mồ chảy mồ ra hôi luôn hả? Ra hôi luôn. Đâu. Mà sao luôn nè? Tiền mình đang còn nước lạnh luôn mà không có mồ hôi trời. Sắp có số tiền lớn ngộ ha, con người ta sắp có tiền lớn cái ngưỡng ngộ không? Chuyện này sắm cho bà ông nội bà nội cái gì đây? Mua có tiền rồi mua cho bà nội. Kệ ảnh, kệ chú anh thì cứ chuyển xong cho màn hình gửi cho em thôi, đâu có gì đâu. Chú làm công an rồi sao? Chú làm công an không cần thanh toán anh sao? Công an cũng không sao, chứ công an vẫn chuyển được. Nói để tôi chuyển cho. Mày làm hai cái lưỡi á. Để đó tôi chuyển tiền qua luôn cho nha. Đúng rồi. Nó vừa mồ hôi chảy nó lạnh. Hồi hộp quá cô chú chị ơi. Chưa có cái hình ảnh nào mà hồi hộp mà lo lắng mà chờ số tiền đến. Cảm giác như thế nào? Đã. Rồi giờ nào? Giờ trong lòng biết mình về mình làm nhận số tiền đó mình làm sử dụng gì? Như thế nào? Làm như thế nào, có thể như mua xe hay là làm gì đó, cưới vợ hay là gì đó. Bây giờ giúp nếu mà có tiền kiếm tiền cho bà nội nhiêu, rồi ông nội nhiêu. Là nếu có tiền thì con làm gì? Cho bà nội ít, cho bà nội hết luôn. Hết rồi con lấy phần nữa. Lấy phần nữa hả? Cho nội hết hơn luôn mà lấy phần nữa. Là một người 450 triệu. Con 450 của cho bà nội 450. Dạ con nghe là. Bây giờ con nhân đãi với thầy. Con nhân đãi với thầy, con không làm từ thiện. Thôi bây giờ con cứ giữ số tiền đó đi. Dạ. Bây giờ con cầm trước tiên con nói là để đãi thầy Tài, thầy Út đúng không? Dạ. Thôi giờ thầy Tài Út không nhận số tiền đâu. Giờ con là con nhận được 450 triệu, con làm gì con phải tính đi. Để làm bậy bạ nó hết nữa. Dạ con đi làm cũng đi thiện nguyện giống với thầy. Thiện nguyện giống với thầy ha. Dạ. Làm thiện nguyện giống với thầy ha. Dạ. Này cũng được nè. Được có lý. Gần sắp 11 giờ rồi anh nhé. Nếu mà anh không thanh toán được thì có gì anh báo thẳng cho em, để em báo là bên kho hàng người ta xử lý lại không sao nhé. Hỏi nó bây giờ tôi chuyển tiền qua Viettel được không? Hey, đừng nhắn nữa đi. Anh không muốn nhận hay như thế nào thì anh cứ báo bên người gửi là anh không nhận, chứ không phải bên mà em làm khó anh nhé. Tại anh không thanh toán thì bên em người ta thu hồi đơn hàng lại thôi, không sao nhé. Nhắn tin cho người ta đi, hỏi giờ tôi chuyển tiền qua Viettel được không? Lộn. Bây giờ tôi chuyển tiền qua Viettel luôn nha, tại vì nó nhanh nhất nha. Chắc nói gì cũng được nha. Nói gì sao được, bây giờ tôi chuyển tiền qua Viettel, bạn cho tôi địa chỉ đi, tôi chuyển tiền qua Viettel. Xin cái địa chỉ nó thì coi nó có cho mình không. Đó mới là quan trọng. Bây giờ là tôi chuyển tiền qua Viettel nhưng mà bạn cho tôi xin cái địa chỉ để tôi chuyển. Tất nhiên là không bao giờ nó cho địa chỉ, và thứ hai nữa là nó nói là có tài khoản, tại sao không chuyển tài khoản mà bạn chỉ tiền qua Viettel.
sắp vào kết thúc rồi, chú chị gắng đợi tí xíu nữa. Miễn chuyển tiền là có hóa đơn cho em chuyển việc theo, nhầm khi còn lâu không người việc theo là giống giờ ngân hàng thôi, người ta sẽ làm việc khi mùng một giờ mấy thôi. Nếu anh đi được thì anh đi ra tiệm vàng nhờ người ta chuyển khoản thôi anh. Kết thúc luôn ha, dài vòng hoài nó cũng vậy. Nói giờ tôi hỏi chuyển tiền hỏi giờ tôi hỏi chuyển tiền âm phủ hay là tiền gì? Anh đang nằm ở trong sân bay Nội Bài mà, em bói em từ sáng tới giờ mà. Đơn anh đang nằm ở trong sân bay Nội Bài ở Hà Nội mà. Sân bay em bài. Rồi em nhắn tin em hỏi giờ chuyển tiền âm phủ hay là tiền gì, nhắn gì đi. Tiền em nhắn tin gì đi, hỏi chuyển tiền âm phủ hay tiền gì, nhắn tin gì đi. Đâu có kỳ. Không có kỳ, anh nói em không có kỳ. Em biết đó là lừa đảo đó, mà em có nhắn tin với nó như vậy hoài. Hỏi nó, hỏi chuyện tiền âm phủ hay tiền gì. Cái đâu. Trời ơi trời, mày cứ sợ. Đây đưa anh. Để anh. Hết sức kìa. Lừa đảo mà gặp ngay mấy thầy rồi sao lừa đảo nổi mấy thầy. Mùa hôi tay cháy luôn. Lừa đảo dạ. Mà gặp ngay mấy thầy rồi sao lừa đảo được. Dạ. Chị ơi, em chuyển tiền cho chị tiền âm phủ hay tiền gì chị? Sao mất? Chị ơi, em chuyển tiền cho chị tiền âm phủ. Em chuyển tiền âm phủ cho chị được không chị? Em chuyển tiền âm phủ cho chị được không chị? Đây nè, để anh giải thích cho em nghe. Trên đời này á là không có ai cho không ai cái gì hết tất cả. Dạ. Tất cả đều những điều đó là đều lừa gạt hết hoàn toàn. Tại vì không có ai mà tự nhiên mà là ở trên cộng đồng mạng mà em dạy một hai tiếng nói tiếng Việt mà gửi về cho em mà cả tỷ bạc. Mà trong khi đó là kêu em á là phải chuyển tiền trước là 20 mấy triệu. Yeah. Để nhận được cái số tiền là 900 mấy chục triệu đó. Yeah. Là chuyện đó không có đâu nghe em. Khi chuyển là mất hết hoàn toàn đó. Đây là cái bọn lừa đảo đó. Rồi đây cũng cảnh báo của cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng nữa, cô chú anh chị nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy là mình không nên. Đây nè, nó nhắn tin lại. Tiền ông phủ đó anh có dùng được không? Tiền ông phủ có dùng được không? Để anh nhắn tin cho nó. Em ơi, cái số tiền mà em nói em chuyển cho tụi anh cái kết sắt gì đó đang nằm ở sân bay gì đó, thôi em lấy em giữ luôn, em xài luôn đi ha. Trời trời, nó mất luôn. Em giữ cái số tiền mà bên Mỹ gửi về đó anh tặng cho em đó, còn nếu mà em cần thiết em gửi thì em phủ cho em nữa ha. Quá trời lừa đảo rồi, bó tay thiệt. Lừa ai lừa chứ đừng lừa nhà nghèo nghe em, tại đây là tao khổ lắm nha. Cho nên đừng làm gì nữa nghe em. Hồi gì ấy nhiều đó rồi, để nó nhắn tin là quá trời luôn. Bắt đầu nó chửi mình cho coi đó. Nè anh ơi, nếu không nhận thì thôi, báo người gửi đơn hàng, tao quy lại tao thu hết nha. Đừng làm mất thời gian nhau. Bỏ tay thiệt. Rồi giờ sao rồi? Thì em nhắn tin nó hỏi gửi tiền âm phủ được không? Không, nó bây giờ thôi nói chơi chứ mình nói cho anh Khang nó hiểu đi. Mấy cái trường hợp đó là mấy những cái trường hợp lừa đảo không à, không có ai mà tự nhiên mà cho không em bất cứ một cái gì hết cả. Ở đâu mà có cái chuyện mà em dạy học có 2-3 ngày, 2-3 tiếng nói về từ cha từ mẹ mà em nghĩ đi, người ta đã nhắn tin với em được thì cái từ cha từ mẹ thì người ta đã dư hiểu biết rồi. Đó, với cái thứ hai nữa làm gì mà gửi tiền cho em mà bắt em phải chuyển tiền trước để em nhận tiền lại thì cái chuyện đó là nó vô lý hoàn toàn. Đã người ta cho em được 900 triệu được thì cái tiền chi phí đóng 20 mấy triệu làm sao mà tao đóng không được phải không? Cho nên khi em đã chuyển vào đó 28 triệu xong rồi là người ta sẽ chặn hoàn toàn hết từ đâu để em tìm ra được người ta. Cho nên là những cái chương trình đó, chương trình lừa gạt, lừa đảo không à. Người Việt Nam mình lừa người Việt Nam thôi chứ không có ai mà nước ngoài hết trơn á. Không phải nước ngoài đâu. Đó là những người Việt Nam không đó. Thì con nghĩ người nước ngoài mà bên quân đội người ta trình độ hiểu biết như thế nào thì tự nhiên kêu con là người đó giờ không có nhận thức, không có gì hết, kêu con kể về phong tục của người Việt Nam thì con chỉ nói sơ qua chứ học hỏi con gì đâu. Yeah. Nhưng mà có ai tự nhiên trên trời rơi xuống cho con số tiền lớn gì không mà buộc con phải chuyển tiền
điều nó không hợp lý. Khi mà người ta đặt vấn đề để mà lừa gạt thì ta đánh vào tâm lý nào? Yeah. Thứ nhất là những trường hợp giống như con, yeah, cần mơ ước một số tiền gì đó, hoặc một người, nói chung là hiện giờ là rất nhiều, yeah, rất nhiều trường hợp giống như con. Yeah. Con là nam thì nó đưa phụ nữ vô, một nữ thì đưa nam, ai mà muốn có một cái điều kiện gì, muốn đi nước ngoài này kia, người ta gửi số tiền rất là lớn mà mình phải nộp cho số tiền, người ta cho mình cả tỷ bạc rồi có mấy chục triệu mình cần gì thiết với gì. Yeah. Nên vấn đề này con phải cân nhắc. Cái này là lừa đảo hết hoàn toàn 100%. Dễ đâu, có ai mà chỗ không, ở giờ đơn giản thôi, trong gia đình người thân mình thôi. Tiền nhiều ở dưới chắc gì cầm cho mình tiền nhiều nữa, đừng nói mà người nước lã mà cầm trên trời rơi xuống gửi tiền cho con. Mẹ sáng nó đâu có cho tiền nó khủng mà tiền lớn gì không có đâu, bởi vậy. Chứ thì qua cái thông tin của em Khang này nè, thì em Tài và em Út cũng muốn chia sẻ đến cô chú anh chị là đây là những trường hợp lừa đảo. Nên là cô chú anh chị nghe được những thông tin này thì cũng chia sẻ tiếp để cho lan rộng ra, để bà con không rơi vào tình cảnh như này. Rất nhiều trường hợp Út với em Tài đã nghe ngóng rất là nhiều trường hợp là dở khóc dở cười đó quý chị, là không, trong gia đình không có tiền phải đi hỏi nóng à, rồi người hỏi nợ nóng, cô chú anh chị biết rồi, mấy tay đó siết tiền rồi buộc phải ra đi bán nhà bán đất đi hết, tại tiền đâu mà trả cho người ta. Tiền vô giờ con nộp vô 20 mấy triệu, đã kêu giờ hiện giờ chưa cho con lãnh nữa, nộp vô tiền nữa, tại vì mình phóng lao phóng lao nộp tại vì tới mấy tỷ lận, cả tỷ lận mà con gửi vài trăm triệu con cũng vẫn lời. Đúng không, bây giờ đưa kêu con là 28 triệu, con gửi 28 triệu là bây giờ chuột chặt vấn đề rồi, phải đưa thêm nữa. Đúng rồi đó. Bây giờ không đưa thêm làm sao, nó không gửi thì làm sao, đưa hoài tới mà mình cũng vẫn nghĩ là mình đưa thêm vài chục triệu nữa mình vẫn lời, nó nói là không đủ hoài thì con phải gửi hoài không. Thì lúc đó thì biết ra sự thật thì nhiều đã rất là nhiều tiền rồi, mà trong khi nhà mình không có tiền vàng bạc nào, đúng không, trường hợp đúng không. Cho nên thì vấn đề này con cũng nên là bây giờ mình làm nhiêu mình ăn nhiêu, tuyệt đối không có nhận đồng tiền bất cứ của ai mà gửi trên trời rơi xuống mà cho mình không hết á. Người ta cũng đánh vào tâm lý là kêu con dạy vài chữ học, con đâu có dạy đâu, con cứ nói sơ qua thôi, ai mà nói không được, đúng không. Cho nên vấn đề này cũng cần thiết để mà chia sẻ lan rộng ra, để cho nhiều bà con mà thiếu hiểu biết, thiếu tiền luôn á, nói chung nghèo thì người ta muốn có tiền mà. Nói chung nó đánh vào tâm lý những người khổ để nó dụ không. Rồi con đi mượn tiền là nó nạp vô cho con nạp cho nó 28 triệu là nó hiện bây giờ giấy tờ đang trục chặt về chưa ký. Bạn phải nộp thêm vô chổng là 50 triệu con nạp giết đi. Cái con tới đó là con biết cho dù là quá trời gì nhiều rồi bị lừa gạt rồi, có thể là bị gạt rồi. Con sẽ hy vọng nạp lần này là nó trả lại đúng với số tiền đó thôi là cũng vui, nhưng mà thật sự nó không có trả đâu. Xong là mất luôn rồi đó. Mất luôn rồi đó. Là từ đó sao là vĩnh viễn mất luôn rồi đó. Cho nên mình phải cẩn thận nha, từ đây sao là không có ai cho không bất cứ một cái gì hết. Không có ai cho không cho mình hết. Không có ai cho không hết cả. Trừ ông bà cha mẹ mình, cái này còn nhiều khi con thấy còn chưa cho tiền con đi chơi nữa, đúng không? làm gì mà có việc mà ở đâu mà cho con tới 900 mấy chục triệu. Mà trong khi đó bắt con phải nạp vô trong đó 28 triệu mới được nhận tiền. Là không có đâu ha. Nhưng bây giờ hết là hợp chưa? Nhưng qua sự chia sẻ của hai thầy thì con thấy sao? Con suy nghĩ con sao? Con đó như là con đã biết mấy người mà lừa đảo. Dạ, xóa bỏ luôn nha. Chặn hết mấy người đó luôn đi, chặn liền luôn đi. Nó không có kết quả gì tốt đối với mình đâu. Cô nghĩ sao? Nghe tụi con nói thì cô nghĩ sao vấn đề tụi con nói? Bây lúc hồi sáng công an có điện nói là rồi, không phải có nói rồi. Dạ, biết lừa đảo rồi ha. Công an có nói rồi. Cho nên là mình làm nhiều ăn nhiều là chắc ăn nhất. Tại vì tụi con á lại đây nãy giờ cũng nói lòng vòng là tiếng là muốn biết một cái câu chuyện để cho cô chú trường hợp mình là có người kể can thiệp là mình không bị mất rồi. Còn những trường hợp khác người ta cứ giấu không à, chứ không ai biết, cho nên là bị lừa gạt rất là nhiều bà con luôn. Cho nên là tụi con muốn đến đây để chia sẻ những clip này lên để cho người ta thấy được, bà con thấy được, thì bà con rút kinh nghiệm không để bị lừa gạt giống trường hợp này. Tan nhà nát cửa, vợ chồng phải ly thân. Để vấn đề là ví dụ như một phụ nữ nghèo khổ quá, kiếm một con đường để đổi đời thì nó đưa một người nam qua, nó nói là nó chết vợ, gia sản thì rất lớn, kiếm một người phụ nữ để lo lắng cho gia đình, cần một người phụ nữ đảm đang, nó tinh vi lắm, vô chứ sao, thôi thôi chồng này kiếm thằng chồng khác, có chồng nước ngoài mà
còn gì bằng mà cô nghĩ ở nước ngoài mà về Việt Nam để cưới vợ mà gả chồng không, không bao giờ có, mà nó là người Mỹ nữa. Chẳng được chưa con? Chuyện rất là đơn giản thôi, mà gửi cho mình chẳng số tiền rất là lớn. Không dạ, có ai mà cho con đâu. Có hết. Do trường hợp này bị rất là nhiều luôn. Sự thiếu hiểu biết rồi mình muốn có tiền cho một lần một cho nhiều mà, cho nên này xảy ra rất là nhiều. Mấy bà có cho tiền vậy sao có hai mấy triệu vậy đóng đóng mẹ luôn. Ừ, tại sao mà cho mình chín trăm mấy chục triệu có hai mấy triệu mà không đóng mà lại bắt mình đóng đó phải không? Đơn giản coi nhiêu thôi. Dạ. Thì rơi vào những lừa gạt những được những người nghèo, những người giàu người ta đâu có làm đâu. Có người tha mà thì chạy tiền dây bạc hỏi. Đúng rồi, chạy dây bạc hỏi cứ nạp nạp vô đó. Rồi sáng mới điện công an bên xã. Dạ. Rồi công an có nói, con nói đó là nó lừa đảo. Cũng giống như tụi con nói đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tụi con cần một câu chuyện để chia sẻ lên thôi. Chứ tụi con đã biết rồi, đã con biết từ đầu rồi. Sáng điện con là hỏi mượn con 26 triệu là con nói rồi, đó lừa đảo liền. Không có ai mà thì cho công an cái gì. Kêu cô đừng có đóng, cô đóng rồi cô bỏ của. Dạ. Công an có nói. Dạ, số mới sáng điện công an bằng Zalo luôn. Về điều để chia sẻ đến cô chú anh chị gần xa thấy được sự lừa gạt tinh vi của những người này rất là không còn dữ dằn, rất là thương tâm, rất là thương tâm cho những hộ gia đình mà bị lừa gạt đó anh chị. Nó rất là mưu mô xảo quyệt lắm, đủ cách lừa gạt hết. Thôi mình tạm ngưng đi nút đây. Tạm ngưng. Thôi chắc là cô chú anh chị ơi, mong qua clip này thì cô chú anh chị hãy cảnh giác con em mình kỹ lại tí xíu, là trên đời này không ai cho ai không bất cứ mà gì không phải là con em mình, người lớn vẫn kể cả người lớn vẫn rơi vào tình trạng luôn. Qua cái này là chia sẻ clip này lên để cho nhiều cô chú anh chị thấy lan rộng ra để không còn lừa gạt như gì nữa. Dạ, clip của Út với em Tài cũng xin kết thúc ở đây rồi.